Các bạn coi kìa, cái cánh cổng này nó hoạt động rồi kìa. Ngày con ơi. Nhìn nó xịn sò vậy. Ôi, con nó xoay kìa. Ghê vậy. Ôi, con cái cánh cổng nó xoay các bạn. Chưa bao giờ mà mình thấy cái cánh cổng ở trong Minecraft mà nó hình tròn luôn ấy. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, hello. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với một clip Minecraft mới. Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share. Mình lỡ đặt bể cái gì cũng nhàn nhà các bạn ơi. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một like đăng ký. Và đừng quên kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của mình nha. Ngoài ra thì các bạn nhớ gọi là giúp mình đạt được cái video này 1500 like để mình có động lực làm những tập tiếp theo nha các bạn. Thì trong tập trước các bạn nhớ không, thằng núp nó đã chôn mình bằng cái cổng gì ta, cái cổng dịch chuyển gì đó. Và thì mình đã có, mình giấu cái súng rồi, nhưng mà không ngờ là thằng núp á nó lại ăn cắp cái súng của mình. Thì ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ qua bên chỗ ngài God để mình coi thử có cái trò gì có thể chôn được nó không nha các bạn. Mà không biết tại sao hôm nay mình lại thức dậy ở nhà của con gà nữa, lỡ đập bể hết nhà của con gà giờ sao ta. Đây được nè, đó, đặt vô lại không, nghe không, ngàn gà lại gọi là bình thường trở lại. Ok, đây mình sẽ đi xuống dưới bậc thang các bạn. Hello gà nha. Sao không nói gì vậy? À, chắc là gà bị viêm họng các bạn. Thôi, gà đi, cho gà đứng đó đi. Bây giờ mình sẽ đóng cửa lại cho nó an toàn để ăn trộm, mất công ăn trộm nó vô nhà nữa. Nhà của con núp kìa, nhà của con núp đóng cửa rồi. Nhà của tên là, nhà của tên là còn một cửa ta. Đóng cửa luôn các bạn, để mình qua mình coi thử coi. Trước khi mình vô trong ngày God thì mình phải ghé thăm tất cả các thành viên của OP Team. Thì các bạn nhớ là sang channel của các thành viên của OP Team để đăng ký cũng như là kích chuông và xem video mới nha. Bây giờ thì vô thôi. Ok, vô. Nhà không có ai ta, tờ lợi đi đâu rồi ta. Lên tầng 2 mới đúng, này tầng 1 rồi. Quá nồi ơi, tờ lợi đang câu cá các bạn. Trời, câu cá mà câu trong cái hồ trong nhà luôn mới ghê chứ. Thôi, để cho tờ lợi câu cá đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ coi thử đúng, có trong nhà không. Không có các bạn ơi, thằng núp nó đi đâu rồi. Thôi, để đây tí nữa mình xuống gặp ngài God xong á hả, mình lên á, mình sẽ giải quyết cái thằng núp này. Mình cực kỳ ghét nó, hôm nay mình sẽ trả thù nó bằng cách là chôn nó lại mới được. Nhưng mà để xuống coi thử trong ngài God có cái gì không đã chứ, phải có cái đồ gì ngon ngon mình mới chôn được. Ngài God ơi, có cái gì nè. Ngài God ơi. Ngài God, hôm nay ngài God có cái mod gì mà muốn giới thiệu cho các bạn biết á. Mà đặc biệt á là cái mod này phải chôn được nha ngài God. Ngươi muốn cái cánh cổng đó hoạt động như thế nào hả? Mà cái cánh cổng này là cánh cổng gì vậy ngài God? Nhìn đẹp như ta. Cánh cổng có thể dịch chuyển đến một thế giới khác. Cái gì? Thế giới kim cương. Ghê vậy? Đâu? Đi được. Sao ngài God cái này sử dụng sao? Vậy vô đây nè. Được luôn. Được đâu. Biết cách sử dụng. Mà muốn sử dụng cái này phải sử dụng một cái mã. Cái mã mình nhập ở đâu? Ê, đúng rồi, mở cái này đúng không? Ngài God cho con cái, ngài God cho con xin cái mã được không? Cho con xin cái mã thế giới kim cương, con tới con coi thử tham quan được không ngài God? Đi mà ngài God, cho con vô con review cho các bạn xem thử cánh cửa này nó hoạt động như thế nào chứ. Rồi, được rồi, để đọc mã nha ơi. Đâu rồi, để con vô. Đâu đó, mã là gì vậy ngài God? Mã là ta bị lâu. Cái gì vậy trời? Cái mã gì? Cái sao mà vô? Đọc chậm là T7LQ. T7LQ. Rồi. Gạch ngang. ZRG. Z gì? RG. Rồi, tiếp tục. Gạch ngang. Tiếp tục. Gạch ngang chưa? Gạch ngang rồi. Ba thằng mất dạy A lộn ba Y. Gì? Ba Y dài hay ngắn ngày con? Y dài. Ok, bảo rồi. Trời ơi các bạn ơi, các bạn coi kìa, cái cánh cổng này nó hoạt động rồi kìa. Ngài God ơi. Nhìn nó xịn sò vậy. Trời ơi, con nó xoay kìa. Ghê vậy. Ôi, con cái cánh cổng nó xoay các bạn.
chưa bao giờ mà mình thấy cái cánh cổng ở trong Minecraft mà nó hình tròn luôn ấy. Ôi ngày God, bây giờ là mình chỉ cái việc đi vô là nó dịch chuyển tới thế giới kim cương hả ngày God? Đúng rồi. Các bạn ơi, ok bây giờ mình sẽ dịch chuyển vô thử coi thế giới kim cương như thế nào nha. Wow. Ủa sao thế giới kim cương này nó hơi nhỏ như vậy, cho mình sẽ tối vậy ta? Để mình búp cái hiệu ứng cho mình coi. Night vision. Trời các bạn ơi, thế giới kim cương thiệt nè. Wow. Trời ơi, nếu như mà mình có cánh cổng này á thì mình có thể dịch chuyển tất cả thế giới đúng không ta? À đúng rồi, hay là bây giờ mình sẽ đi hỏi ngài God có cách nào á hả mình có thể dịch chuyển tới cái thế giới TNT, sau đó mình sẽ chôn thằng nấp ở thế giới TNT nha các bạn. Ok, mình sẽ quay trở lại coi, thử coi được không? Trời, dịch chuyển về lại ngay chỗ phần của ngài God luôn nè. Wow. À, đúng rồi, ngài God có cách nào mà hả có thể mang cái cánh cổng này đi dịch à đúng rồi, không phải, dịch chuyển cái cánh cổng này tới thế giới TNT không ngài God? Được, nhưng mà bây giờ ngươi phải ngươi đi lên chơi đi, ta sẽ chỉ cho ngươi cách làm cánh cổng. Ngày God, giờ con lấy cái gì để mà có thể chế tạo được cái cánh cổng này vậy ngày God? À, bây giờ ngươi chỉ cần lấy tất cả đồ trong cái rương bên ngay bên trái là tất cả đồ. Wow, cái block gì vậy ta? Rồi sao nữa ngày God? Rồi ngươi đi lên trước đi, ta sẽ đi lên sau và ta sẽ chỉ ngươi cho đi lên. Dạ. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế tạo cái cánh cổng mày hả, dịch chuyển tới thế giới TNT. Chết mày rồi nhấp ơi. Ok, lên thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nè, ra ngoài này. Nhưng mà mình nghĩ á, bây giờ mình sẽ gọi là dụ thằng núp trước. Mình sẽ dụ thằng núp qua đây để cho nó gọi là dịch chuyển tới không, mình sẽ không dụ nó, mình sẽ là chế tạo cánh cổng trước để coi ngày God cho mình cái mã tới thế giới TNT, sau đó mình sẽ đóng cánh cổng lại và dụ nó qua cánh cổng kim cương, sau đó coi thử nó thích cánh cổng gì, mình sẽ dụ nó bằng cách là cho nó đi tới thế giới đó, sau đó thì hả mình sẽ đem nó vô thế giới TNT châm lửa đốt cho nó chết ở đó luôn. Tuyệt vời các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để mình xây cái cánh cổng cho ngày God cho mình cái mã để dịch chuyển tới thế giới TNT nha bạn. Mình nghĩ là không nên xây ở đây đâu, mình sẽ đi ra sau này để làm gì, để giấu thằng núp, không cho thằng núp biết. Đúng rồi, thằng núp nó sẽ không biết được là mình đang làm cái gì. Mình sẽ trả thù cái chuyện hôm bữa mà nó chôn mình cái vụ thả TNT lúc mình đang ngủ. Thằng này quá đáng lắm. Ok, ở sau này ngon. Có khối kim cương đâu vậy ta, không biết luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ đứng đây đợi ngài God lên để ngài God chỉ cho mình nha các bạn. Trời, ngài God. À đúng rồi, bây giờ đặt cái này sao ngài God? À bây giờ ngươi có thấy một cái block mà có cái hình vòng tròn ở giữa không? À đây con thấy cái block có hình vòng tròn rồi. Stargate Bay thôi. Đặt một cái xuống thôi ngài God, đúng rồi, đặt như thế này đúng không? Rồi, xong rồi ngươi hãy cầm một cái block mà nó có đường cái hình dây ở giữa. Đường dây ở giữa đây. Rồi đặt hai bên đó. Đặt hai bên, đó, tuyệt vời. Sao nữa ngài God? Rồi ngươi hãy tìm cho ta cái block mà cũng là cái dây nhưng mà có mũi tên chỉ xuống. Đặt ở đâu ngài God? Đặt ở đâu? Bây giờ ngươi sẽ đặt thành hình một hình vuông. À đây, như thế này đúng không? Rồi xong rồi đặt cao lên. Xen kẽ nhau hả ngài God hay như thế nào? Không có xen kẽ. Không có xen kẽ hả ngài God? Có xen kẽ. Ây chết rồi, tôi nhớ đẹp ra. Đây. Ây da, té. Từ ngài God ơi. Nhân 5 cho đầy đủ nha, nhìn đủ 5 nhân 5 chưa? Ngài God ơi, xong rồi nè. Ui. Rồi bây giờ cái cục này gắn ở đâu ngài God? Cái cục mà có cái núm màu vàng vàng nè. Đặt ở giữa hả? Đặt ở đây đúng không? Rồi bây giờ đúng rồi, nó giống cái cửa hồi nãy rồi nè. Bây giờ ngài God có thể cho con cái mã để con dịch chuyển tới cái thế giới gọi là TNT được không ngài God? Đây, người ta chuẩn bị được God đây. Được rồi này ngài God. Trời ơi, có nhiêu đó không mà cũng đọc cũng không đúng nữa. Sao không thấy nó hoạt động gì vậy ngài God? T928U2IGR. Kỳ vậy? Sao nó không thấy nó? Kỳ vậy? Hồi nãy nó hoạt động rồi mà ta. Kỳ vậy ta? Cuối cùng mà nó cũng hoạt động rồi các bạn ơi. Trời ơi, ngài God ơi, cuối cùng nó cũng hoạt động rồi. Lúc nãy tự nhiên đưa cái địa chỉ sai hèn gì không thấy nó hoạt động. Bây giờ nó đã hoạt động rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ việc đợi coi thử có phải là nhìn thấy ghê quá trời. Để thử coi. Vô. Ui. Wow. Còn TNT không nè các bạn. Yeah. Ok.
bây giờ mình sẽ quay trở về. Rồi rồi rồi, được rồi. Bây giờ con cảm ơn ngài God nha, con cảm ơn ngài God nha. Để bây giờ con sẽ cho thằng núp à, trước khi cho núp mình tắt cái cổng đi. Để mình đã cho núp nó khỏi vô được các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua rủ thằng núp để cho thằng núp bằng cách là cho nó coi cái cổng kim cương cái đã. Sau đó mình sẽ cho nó vô cái cổng TNT và đốt nó cho nó chết luôn. Dám chôn mình đợt trước các bạn. Ok, đi qua nhà con núp, qua có con núp ở bên nhà. Ui, trời, nó mở cửa nó ngủ luôn chứ. Núp ơi, đi chơi không? Đi chơi không? Anh chơi gì nữa, đi chơi hoài thôi, chơi không đi chơi đâu. Ơi, anh không, anh ngày God mới cho anh có cái này hay lắm. Núp đi không? Đi theo anh, nhanh đi theo anh. Trời ơi, ở dưới phòng thí nghiệm ngày God mới có cái này hay lắm nè. Núp có bao giờ mà núp thấy hả một cái thế giới mà toàn kim cương không chưa? Chưa đúng không? Chưa thì theo anh. Trời ơi, xuống đây. Đây, đi xuống đây. Rồi. Lên đây, từ lấy bấm thang máy đã chứ. Ôi, coi chừng té bây giờ. Rồi, đi xuống tầng tầng dưới. Ta da. Ui. Nè, nó coi nè. Cái cổng gì á? Ồ, đó, anh mới được. Anh mới được ngài God kêu là giới thiệu cho em cái cổng này nè, dịch chuyển tới thế giới kim cương luôn. Để bây giờ đợi anh nha, để anh nhập cái mã hồi nãy ngài God vô là cái gì ta, anh quên mất tiêu rồi, để anh coi thử coi. Ê, nào bấm tầm bậy gì? Núp đúng không? Nè. Yes. RG3Y. Mình vẫn nhớ lúc nãy các bạn. Đó. Nó thấy chưa? Thấy cái cổng nó chạy chưa? Đó. Ồ, đây là cánh cổng hả? Có thể dịch chuyển tới thế giới kim cương. Nó đợi tí đi. Đợi xíu nó chạy xong rồi nó sẽ tới thế giới kim cương luôn. Máy gì chạy lâu ghê luôn á. Cái máy. Đó. Cái gì á? Vô. Không có chơi. Nè, anh vô nè. Vô đi. Anh vô nè. Thấy chưa? Ủa, sao biến nhà. Đó, đây nè, đi vô. Thấy chưa? Còn thế giới kim cương không? Thấy chưa? Kim cương xịn không luôn á. Sao tôi thua vậy? Thì nấp. À, để anh quên chỉnh hiệu ứng cho nấp chưa? Đây, chín. Đó, bùm. Ai, nấp. Anh nói nè, bây giờ núp thích tới thế giới gì? À, thế giới đó, tất nhiên rồi. Rồi, bây giờ nè, đi vào. Ta-da, đi vào. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng cái cổng này lại đi. Thì cái cổng á, mà đi tới thế giới đất á, nó nằm ở trên này nè. Bây giờ, lên đây. Đi xuống lại tầng 1. Anh để cái cổng nó ở sau này nè, núp. Đó, bây giờ, đây, ở sau này nè. Đây, đi ra sau nè, anh sẽ cho núp tới thế giới hả toàn là đất luôn nha. Núp thích không? Rồi đây, ở sau này nè. Rồi, lẹ, núp ơi. Nhanh, ở sau này nè. Cũng là cái cổng đó luôn nha, nhưng mà nó dịch chuyển tới thế giới đất luôn. Không biết nữa, chắc là ai làm rớt á. Kể đi. Đây, rồi, bây giờ để anh nhớ coi cái thế giới lúc nãy là núp tránh xe nha, coi chừng nó chết nữa nha. Rồi đổi thừa anh đi. Anh không có chịu trách nhiệm đâu nha. Rồi, kết thôi. Rồi, bây giờ nó chuẩn bị bước vô nha. Nó đang di chuyển á. Các bạn ơi, mình sẽ lấy cái flim mình để sẵn nè. Tí nữa mình sẽ đóng cổng lại không cho nó về. Núp ơi, vô núp ơi. Trời, nó sắp phóng ra nè. Đúng rồi. Rồi, nó phóng ra rồi. Rồi, bây giờ núp vô đi. Yeah. Mình đã nhốt thằng núp. Mình đã nhốt núp vô đây. Bây giờ thì châm lửa thôi. Núp ơi. Như vậy là mình đã chôn xong này núp rồi các bạn. Rất là nhanh chóng luôn. Cái tội hang đất này. Thì ok các bạn, mình đã trả thù rồi. Nếu như bạn nào thích cái video clip này thì đừng quên để cho mình một like, một share, như là một đăng ký và đừng quên kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nhé. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip này. Chắc chắn là thằng núp nó sẽ tức lắm, nhưng mà không sao, kể đi, tại vì nó dám chôn mình trước mà. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip kế tiếp nha. Và nhớ là giúp mình đạt được 1500 like nha. Còn bây giờ thì bye bye.